Soi kèo Napoli với Barcelona 3 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2024, vòng 1/8 Champions League. Kể từ sau khi bị Athletic Bilbao hất cẳng khỏi cúp nhà vua rồi để thua tan nát Villarreal 3-5 trên sân nhà, Barcelona đã dần tìm lại phong độ. 4 lần ra sân kế tiếp đã chứng kiến đoàn quân của huấn luyện viên Xavi Hernandez giành được 3 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Đặc biệt ở 3 trận gần nhất, Robert Lewandowski cùng các đồng đội đã có tới 8 lần xé lưới đối phương. Với tinh thần đang lên cao cùng sự trở lại quan trọng của nhiều trụ cột như Rafinha hay Ter Stegen, gã khổng lồ xứ Catalan có lý do để tự tin vào một chiến thắng khi làm khách của Napoli trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Phía bên kia chiến tuyến, Napoli bước vào vòng knockout Champions League trong sự ngổn ngang. Sau hàng loạt kết quả bết bát ở nhiều đấu trường khác nhau, dừng bước tại vòng 1/8 Coppa Italia để thua Inter Milan 3-0 trong trận tranh siêu cúp Italia, hết hy vọng bảo vệ ngôi vương Serie A và hiện đang đứng tận thứ 9 trên bảng xếp hạng, ba lãnh đạo đội bóng thành Napoli đã quyết định sa thải huấn luyện viên Walter Mazzarri để bổ nhiệm Francesco Canzona. Đây đã là lần thứ 2 kể từ đầu mùa Napoli thay tướng, thế nhưng sau những gì mà họ đã thể hiện dưới thời Rudy Garcia hay Walter Mazzarri, có lẽ chẳng nhiều người dám tin vào một kết quả khả quan cho đại diện của Italia ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, nhất là trong bối cảnh chân sút chủ lực Victor Osimhen chưa chắc kịp bình phục chấn thương để ra sân. Viễn cảnh Napoli thất thủ ngay trên sân nhà càng trở nên rõ ràng hơn, bởi lẽ họ hoàn toàn lép vế trước Barcelona về lịch sử đối đầu. Ở 4 màn đọ sức trong khuôn khổ cúp châu Âu, Napoli đã phải hứng chịu 2 thất bại và chỉ giành được 2 trận hòa. Nhìn rộng ra, Napoli đã thua 5 hòa 1 và chỉ giành được đúng 1 chiến thắng sau 8 cuộc chạm trán Barcelona. Khách quan mà nói, thắng lợi duy nhất của Napoli trước đội bóng xứ sở bò tót cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa khi nó diễn ra ở một trận giao hữu cách đây đúng 1 thập kỷ. Với kèo châu Á là đồng kèo, anh em cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Á, đồng kèo chọn Barcelona full time. Trên thực tế, cả Barcelona lẫn Napoli đều đã sa sút đáng kể so với mùa giải trước. Ở giải quốc nội, hai đội đều đã dừng bước tại cúp quốc gia, thất bại trong trận tranh siêu cúp và gần như hết hy vọng bảo vệ danh hiệu vô địch quốc gia. Mặc dù vậy, tình cảnh của Barcelona không đến mức thê thảm như Napoli và gã khổng lồ xứ Catalan cũng đã dần lấy lại phong độ. Với hàng công đang vào form cùng sự ủng hộ từ lịch sử, đoàn quân của huấn luyện viên Xavi Hernandez rõ ràng là điểm đầu tư đáng tin cậy hơn Napoli. Lời khuyên dành cho nhà đầu tư là nên mạnh dạn lựa chọn phần thắng nghiêng về Barca. Chốt kèo châu Âu, Barcelona thắng. 8 trong 9 trận gần nhất của Barcelona xuất hiện kịch bản hai đội ghi bàn, đồng thời có tối thiểu 3 lần lưới rung. 4 trong 6 trận sân nhà gần nhất của Napoli không dưới 3 bàn trận. Cả 4 màn so tài giữa hai đội ở sân chơi châu lục trong quá khứ đều khép lại mà không bên nào giữ sạch lưới. Đó là những cơ sở để tin rằng 90 phút sắp tới tại Diego Armando Maradona sẽ diễn ra phóng khoáng. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Napoli 1 Barcelona 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.